Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Sóc Cò TV. Hôm nay là ngày 23 tháng 9 năm 2024. Sóc Cò TV muốn chia sẻ cho các bạn một trong những dòng lan có mặt bông rất là đẹp, đó chính là màu tím chủ đạo và chút xíu màu trắng. Hương thơm, bay xa, vị ngọt. Em này thuộc bộ dòng dáng hương, có tên đó chính là cây lan Koratkoki. Koratkoki là một dòng lan lai giữa cây hoàng nhạn và cử bảo tiên. Em này có bản lá ngắn giống cây hoàng nhạn và có màu sắc giống cây cử bảo tiên. Ra bông hàng năm tháng 6, tháng 7 dương lịch, mặt bông rất là đẹp, chơi bông được khoảng là 15 đến 20 ngày. Tất cả những cây này thì đã được Sóc Cò chăm sóc rất là kỹ và hiện tại có rất là nhiều cây đang ra đầu rễ xanh. Rất là nhiều. Hiện tại cây rất là đẹp. Koratkoki, cây ít nhất cũng phải là được 6 cặp lá trở lên. Các bạn trồng những em này thì sang năm sẽ cho ra bông bói đầu tiên. Hiện tại Sóc Cò đang chia sẻ là một chậu Koratkoki cây 6 cặp lá trở lên với giá chỉ có 200 ngàn một chậu. Các bạn mà mua 3 cây sẽ được miễn tiền ship. Còn nếu các bạn mua 1 cây, 2 cây, phí ship nhanh toàn quốc là 35 ngàn. Còn đâu việc trồng thì rất là đơn giản, bởi vì là đã được Sóc Cò chăm sóc và rễ đã đầu xanh rất là nhiều. Việc các bạn trồng thì sưu tầm giúp Sóc Cò đó chính là một chậu đất lung. Và các bạn đặt cái cây chậu vào trong chậu đất lung và chèn thêm giúp Sóc Cò mấy miếng than thì cây chỉ cần vậy thôi và giữ ẩm, em sẽ ra bông sang năm. Cây 6 cặp lá Koratkoki là thuộc bộ dòng dáng hương, đơn thân dễ gió, giống là những cây hoàng nhạn hay là gì, cây quế, sóc, cáo, trồn, tam bảo sắc. Bông này màu chủ đạo tím rất là đẹp, rất đẹp luôn các bạn. Koratkoki rất là đẹp. Một năm thì em sẽ ra bông một lần vào tháng 6, tháng 7. Còn đâu là chủ yếu là chúng ta là ngắm lá và rễ 11 tháng trong năm. Nên vì vậy mà bản lá ở cây Koratkoki rất là đẹp. Để cho mọi người xem này, bản lá rất đẹp. Lá ngắn, thân lá rất đẹp. Vườn của các bạn mà chưa có cái mặt bông ở cây Koratkoki có thể sưu tầm 1-2 cây và chúng ta trồng chơi. Đẹp lắm, ngắm lá dễ rất là đẹp. Để mọi người thấy này, cây rất đẹp. Cây không có bị lôi lá gì cả. Rất đẹp. Em này thì em ấy thơm, có vị ngọt các bạn nhé. Có vị ngọt, thơm vị ngọt, bay xa. Chơi bông được khoảng 15 ngày. Cây Koratkoki thì thực tế là có rất là nhiều mặt bông khác nhau, nhưng mà chủ đạo vẫn là màu trắng tím. Nhưng mà cái mặt bông mà được nhiều người thích nhất đó chính là cái gam màu đậm, là màu tím nhiều, trắng ít đó. Thì giống như là mặt bông mà Sóc Cò chia sẻ cho các bạn ở trên màn hình đấy. Thì là mặt bông này cây thường thường sẽ có giá trị nhất. Cũng có mặt bông khác, màu xanh cũng có. Nhưng mà màu xanh thì cái bản lá của em ấy nó khác. Ngắm rễ, ngắm lá rất là đẹp. Koratkoki, một trong những dòng lan rất là cao cấp, rất là thơm. Ngắm thân lá cũng rất là đẹp. Đây cho mọi người xem này, ngắm thân lá rất là đẹp. Bản lá của em giống như lá nhựa vậy. Lá nhựa, rất giống lá nhựa nhé. Dày. Trồng cây này thì Sóc Cò thấy rất là ít bệnh tật. Rất là ít bệnh tật. Thối cũng rất là ít. Dòng này rất là dễ trồng. Sinh trưởng nhanh. Hoa thơm. Thân lá đẹp. Rất đáng sưu tầm. Vừa đẹp lại vừa thơm. Có 200 ngàn một chậu. Các bạn mua 3 cây được miễn tiền ship rồi. Vườn các bạn mà chưa có một trong những dòng lan cao cấp thuộc bộ dáng hương. Bộ dáng hương thì có rất là nhiều dòng lan cao cấp. Điển hình như là cây hoàng nhạn hoặc là cây quế là những cây thuộc dòng cao cấp. Và ngoài ra thì Koratkoki cũng là một trong những dòng lan rất là đẹp, rất đáng sưu tầm. Một năm sau thì em sẽ cho ra bông rồi. Giống như là bài hát là như hoa phong lan đợi chờ. Chúng ta phải đợi chờ các em một năm để các em ra bông. Rất đẹp. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nhé. Chúc các bạn có những ngày mới đầu tuần thật là vui vẻ và nhiều năng lượng. Xin chào và hẹn gặp lại.